Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Cobbler hân hạnh đồng hành cùng hai lại ngoại hạng Anh trên cả cộng Sport. Xin chào quý vị, đây là trận derby thành Manchester. Trận đấu đã được mong chờ và làm nóng trong suốt tuần vừa rồi trên các phương tiện truyền thông. Và ngày hôm nay thì cả Manchester United cũng như Manchester City đều bước đến đây với tràn đầy những sự tự tin, dù hoàn cảnh của đôi bên là rất khác nhau vào thời điểm này. Người đã trở thành ngôi sao của Manchester United ở loạt trận giữa tuần tại Champions League vừa rồi. Jack Grealish cánh trái, Bernardo Silva và Julian Alvarez đá ngay phía sau tiền đạo. Cũng chơi sòng phẳng với Man City ở trận này. Sai lầm tới từ hàng tiền vệ của Man City. Cơ hội. Làm gì đây? Cơ hội. Không được. Và xử lý là của Scott McTominay. Rất đông đảo cao thủ áo đỏ. Nguy hiểm. Không vào. Vẫn không vào. Bóng đã được phá ra trước khung thành của Onana. Đó là bộ đôi Onana và Ali Mankwai, những người đã chơi tốt ở trong trận đấu gần đây. Phải nói đây là một đường truyền tuyệt vời của Rory dành cho Kyle Walker. Đó cũng không phải là lần đầu tiên ở trong mùa giải năm nay một bộ đôi này tạo ra những đường truyền như vậy. Một tình huống đã làm chao đảo hàng phòng ngự của Manchester United, dù số lượng cầu thủ phòng ngự của họ là vượt trội so với những người trên tấn công. Grealish dứt điểm, khá nguy hiểm. Tiếp tục là pha cản phá của Onana. Pha chạm bóng của Alvarez. Đánh đầu. Nỗ lực dứt điểm của Ruben Dias. Như vậy là ông Coutinho sẽ xem lại màn hình VAR. Một trong những trọng tài uy tín nhất của nước Anh. Liệu rằng đã có pha phạm lỗi tình huống kéo người với Rodri ở pha bóng này hay chưa? Quả đá phạt trước đó được ghi nhận bởi Manchester City. Và quyết định đã được đưa ra bởi trọng tài Pony Pontieri cùng cái ôm đầu của Ramos Holden. Một khắc tinh của quỷ nhỏ. Và thật tiếc thay khi mà người đã mang tới cơ hội cho Erling Haaland là Rasmus Højlund. Và bóng mà Onana cũng đã biết được là đối phương sẽ sút sệt, nhưng anh đoán không đúng hướng. Một pha dứt điểm tự tin như những gì đã từng của Erling Haaland. Một bàn. Nguyên và một sôi lên. Bóng lùn đối mặt. Bóng lùn chưa thể dứt điểm. Và một sôi lên. Nỗ lực của số 11 và phạt cú đúp sau đó thuộc về Bruno. Đường truyền rất tốt. Đôi. Chuyền bóng rất hay của Marcus Rashford và pha xử lý này cũng là rất gọn gàng của Scott McTominay rồi. Cầu thủ đang ghi nhiều bàn nhất cho Manchester United tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay với Bernardo Silva. Silva bấm bóng đánh vào. Đó là Onana chứ không phải là David De Gea. Nhưng hình ảnh này sẽ khiến rất nhiều cổ động viên của Manchester United một cú đẩy không thể tin được của Onana. Cú đánh đầu tưởng chừng như là chắc chắn 100% là bàn thắng đã tới với Erling Haaland, nhưng không, như một bóng ma xuất hiện một cách bất thình lình. Bruno xuất hiện từ xa, bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Ederson. Rodri vẫn đang là cầu thủ Man City.
Bernardo Silva chuyền vào. Nguyên không bóng. Đây là một miếng tấn công quen thuộc của Man City. Bernardo Silva thực hiện một đường chuyền sớm sát khu vực 16m50 và những cầu thủ của Man City sẽ tạo ra những tình huống băng cắt ở phía cột xa. Grealish, Jack Grealish chồng biên với Bernardo Silva. Erling Haaland. Lần này không có cơ hội nào nữa cho Onana. Cú đúp của Erling Haaland trong trận derby Manchester và anh cũng hướng đến việc tái lập quá trình như những gì mình đã làm được ở mùa giải năm ngoái với những gì mà Man City cũng đang thể hiện trên sân vào lúc này. Màn thắng này có thể đánh sập những hy vọng cuối cùng của Manchester United bởi nó tới quá sớm ở trong khoảng thời gian đầu tiên của hiệp 2. Alvarez đã có được một đường mở bóng quá tuyệt vời để có thể giúp cho cánh trái của Man City thoải mái tấn công. Còn Erling Haaland, anh không bị ai theo kèm cả. Điểm mạnh nhất của Erling Haaland đó chính là khả năng chọn vị trí. Và đây là một tình huống đã nói lên điều đó. Thách thức mang tên Onana lần này không còn là thách thức với anh nữa rồi. Bóng đi vòng lên và quá khó để Onana có thể làm một điều gì đó đặc biệt từ đánh đầu này của Erling Haaland. Erling Haaland đã di chuyển sừng sững về phía cột xa và có một bàn thắng đơn giản trong niềm hân hoan của huấn luyện viên Pep Guardiola. Jack Grealish. Grealish khoảng trống để dứt điểm. Đá vẫn chưa đủ hấp hiện. Lớn và cánh phải của Manchester United đã dành tặng cho Jack Grealish. Bernardo Silva đã di chuyển để khiến cho khoảng trống ấy lộ ra và số 10 của Man City đã cứa bóng về phía góc xa. Đi Foden. Erling Haaland, Julian Alvarez rất tự tin và cũng rất nhiều cơ hội để phối hợp. Jack Grealish. Một lần nữa thì từ đôi chân của Jack Grealish quả bóng vẫn chưa thể tìm đến mảnh lưới của Onana. Đây là pha bóng mà tiền đạo của Man City đã không thể xâm nhập khi mà anh đã bị ôm lại bởi Harry Maguire. Rất hay. Rashford. Rashford. Rất đáng tiếc là cú đá mạnh lại đi chạy khung thành. Khoảng cách là rất gần rồi. Cơ hội cũng là rất gần rồi. Eriksen đã tung ra một đường chuyền dài như đặt dành cho Rashford. Một nhịp trước đó là một động tác giả để có thể loại bỏ điều vệ Kyle Walker. Là một nhịp xử lý hay của Rashford, nhưng sau đó thì anh lại không thể có được cú đá chính xác. Quá đáng tiếc cho tiền đạo của Manchester United. Tiếp tục là cơ hội dành cho các cầu thủ Man City. Erling Haaland đang di chuyển. Erling Haaland. Onana vẫn đang chơi quá hay trong hàng phòng ngự của Manchester United. Erling Haaland đang đi tìm kiếm quả chức thứ hai vào lưới của Manchester United trong những trận derby thành Manchester. Có khoảng trống cho Erling Haaland. Di chuyển thành công, nhận được bóng. Đây là một tình huống khép góc. Đường chuyền khá hay. Nguyên. Bắt bóng lập bập của Onana. Rất may là cầu thủ Man City đã không thể tận dụng cơ hội đó. Chúng ta đang nhìn thấy những bước di chuyển của các cầu thủ Man City là cực kỳ khó lường. Rồi làm pha di chuyển bóng vào khu vực. Rodri. Rodri dứt điểm. Erling Haaland. Cơn mưa đã rơi tại Old Trafford. Những giọt nước mắt của các cổ động viên Manchester United có lẽ cũng đang rơi. Đó là bàn thua thứ 3 của họ ở trong trận đấu này trước một Manchester City quá hùng mạnh. Sân nhà Old Trafford vào lúc này không còn là một điểm tựa vững chắc của Quỷ Đỏ thành Manchester nữa rồi. Hoàn toàn không hề có lỗi việt vị của Erling Haaland trong tình huống anh nhận bóng sau cú dứt điểm của Rodri.
là những khoảng trống ở trong hiệp 2 và bóng đã đổi hướng. Arabat rời sân, Erik ten Hag buộc phải tăng cường tấn công. Và cũng kể từ thời điểm ấy, Manchester United đã để lộ nhiều hơn những khu vực không gian phía trước 16m50. Jack Grealish, Man City không muốn dừng lại. Grealish xoay người để bóc bóng của Phil Foden. Những nhân vật chính trong thắng lợi của Manchester City lượt đi mùa giải năm ngoái là Phil Foden, là Erling Haaland tiếp tục trở thành những ngôi sao sáng nhất của đội bóng trong trận lượt đi mùa giải năm nay. Nếu như đây là một bàn thắng dành cho Phil Foden, nó có thể sẽ là một bàn thắng được so sánh với những gì mà Rooney đã từng làm vào lưới của Manchester City. Không qua được hàng rào và đó là điểm kết cho trận derby thành Manchester. Trước khi trận này diễn ra, Erik ten Hag đã nói về khoảng cách 6 điểm giữa Manchester United và Manchester City. Nhưng sau khi trận đấu này khép lại thì đó không chỉ là 6 điểm. Đó là một khoảng cách rất lớn về những gì mà Man United và Man City đã phải trải qua trong ngày hôm nay. Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Coppler hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên cả cộng sport. UEFA Champions League trực tiếp và duy nhất trên FPT Play. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Đây đang là những ngày tháng rất nặng nề với các cổ động viên của Manchester United khi họ phải đối mặt với tổn thất quá lớn. Huyền thoại của câu lạc bộ, biểu tượng bất tử của quỷ đỏ thành Manchester, Sir Bobby Charlton đã qua đời. Sir Bobby Charlton đã ra đi, nhưng chắc chắn tinh thần của ông sẽ còn mãi với những người yêu Manchester United trên toàn thế giới. Và nó sẽ rất được các cổ động viên của quỷ đỏ thành Manchester mong muốn các cầu thủ của mình sẽ truyền vào trong trận đấu rất quan trọng này tại vòng bảng của UEFA Champions League mùa giải 2023-2024. Cuộc tiếp đón đối thủ đến từ Đan Mạch, Copenhagen. Và chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Người chấn giữ khung thành vẫn là Andre Onana. Hàng phòng ngự sẽ gồm có Regulon, Harry Maguire, Rafael Varane và Diogo Dalot. Amrabat, Scott McTominay và Bruno Fernandes là những cầu thủ chơi hàng tiền vệ. Và bộ ba tấn công của quỷ đỏ thành Manchester ngày hôm nay sẽ có Marcus Rashford, Anthony và Højlund. Trọng tài người Italia Marco Guida sẽ là trọng tài chính của trận đấu ngày hôm nay cùng các vị trợ lý đồng hương. Ở trong phòng VAR sẽ là ông Massimiliano Irati và ông Paolo Valeri. Và đây sẽ là đường xuất phát của Copenhagen trong trận đấu ngày hôm nay với thủ môn mang áo số 1 Kamin Grabara trong khung gỗ. Bốn cầu thủ hậu vệ sẽ gồm có Jeles, Dijk, Varo và Ankersen. Ba tiền vệ sẽ gồm có Diogo Goncalves, Rasmus Falk và Leraier. Bộ ba tấn công sẽ gồm có Elunosi, Achuri và Lesson. Và bây giờ thì hiệp 1 trận đấu giữa Manchester United và Copenhagen chính thức bắt đầu. Đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình của quý vị trong 45 phút đầu tiên. Cú dứt điểm đầu tiên. Và đó là lời đe dọa đến từ đại diện Đan Mạch trong chuyến hành quân đến đất Anh. Pha ra chân là của Elias Akuri, cầu thủ người Tunisia. Pha lên bóng của cao thủ Copenhagen. Đưa bóng vào khoảng trống rất nguy hiểm, bóng chạm không dọc, vẫn còn. Gôi! Không vào! Tiếp tục là những lời thị uy của đại diện Đan Mạch. Và đó là cú dứt điểm của Elunosi. Đội bóng này chơi nhanh, không ngại va chạm. Đây là cơ hội dành cho Rasmus Højlund. Không vào. Đó là cú dứt điểm đầu tiên của Manchester United. Và nó đến khi mà đồng hồ trận đấu gần điểm tới phút thứ 16. Đây là lần thứ tư mà hai đội gặp nhau tại vòng bảng của Champions League. Rashford. Nỗ lực cá nhân. Một cú đá thực sự là chưa đủ sự sát thương đến với khung thành của Copenhagen. Và đây là cách mà nhà tất chuyển trạng thái. Anthony vẫn là cầu thủ người Brazil. Đường chuyền hơi tối nhưng tốt. Quả dứt gót tốt của Rasmus Højlund. Đó là một pha bóng mà cao thủ Man United có lẽ là sẽ rất hiếm khi có thể đạt được ở trận này.
Đối phương đã mạo hiểm dâng đội hình lên tạo áp lực, nhưng Man United đã thoát được áp lực thành công và chuyển trạng thái. Marcus Rashford, Reguilon chưa kịp băng lên, bây giờ mới là trong biên. Tiếp tục là một quả tạt, đánh đầu. Người chạm bóng là Scott McTominay. Bây giờ thì Man United đang cố gắng hướng đến những bài đánh đơn giản nhất. Khi không có được sức ép quá lớn từ cầu thủ Copenhagen thì họ đã quyết định chơi một bài đánh biên. Reguilon di chuyển rất vừa nhịp để tạt vào. Dù trên phần sân đối phương thì tỷ lệ chuyền bóng chính xác của họ chỉ còn là 68,6%. Akuri! Tình huống xử lý mà chúng ta sẽ hay gọi là xử lý AB cực kỳ mượt mà của cầu thủ người Tunisia. Hãy cùng xem lại. Người ta rất cần vào sự thay đổi ở hiệp 2. Đây sẽ là cơ hội với Rasmus Højlund. Không có ai băng cắt. Cầu thủ giỏi băng cắt nhất vào lúc này của Man United thì đã ra hành lang trong để thực hiện quả tạt mất rồi. Bruno rất chủ động, xin bóng là Reguilon. Đã có đường nét hơn trong những pha tấn công ở đầu hiệp 2 của đội chủ nhà. Đây là cơ hội phản công dành cho đội khách. Rất tốt. Rất nguy hiểm. Không vào. Juan Onana. Pha cứu thua xuất sắc của thủ thành người Cameroon. Không ai che zone 14 cả. Và đó là cú đá cực kỳ ấn tượng của Lelager. Rất vào chân. Nhưng Onana mới là người chiến thắng ở tình huống này. Tiếp tục là các cầu thủ Copenhagen. Tạt bóng. Vô lên. Bóng đã đi lên trời. Lại là những sức ép của Copenhagen. Họ cực kỳ ưa thích thế trận này. Và đây là 2.500 cổ động viên Đan Mạch đã đến với sân Old Trafford ngày hôm nay. Højlund. Không được. Trọng tài không cho rằng đó là một tình huống mà Højlund bị phạm lỗi. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Bruno là người đánh đầu cho Højlund và đã có tác động đến từ trung vệ của đối phương. Đó là Dennis Varro. Anh có động tác kéo Højlund lại. Rashford. Sức dướng tốt của Rashford. Højlund. Eriksen. Công vào. Đó lại là một pha cứu thua ấn tượng. Và nó đến từ thủ thành của Copenhagen, Kamin Rabada. Cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận. Đó là điều mà các cổ động viên tại sân Old Trafford muốn thấy nhiều hơn từ đội bóng con cưng của mình. Pha đổ người cực kỳ ấn tượng sau quả đặt lòng của Eriksen. Thời cơ đến với Rashford, qua được thủ môn, va chạm xảy ra. Hãy cùng chờ đợi quyết định. Và trọng tài cho rằng đó là một pha bóng việt vị. Người tỉa bóng cho Rashford là Højlund. Xuất phát sau nhưng tốc độ và sức dướn là rất ấn tượng và đúng là không có va chạm. Kể cả đó không phải là một pha bóng việt vị. Akuri. Goncalves. Cú đá không đủ khó. Đó vẫn là hai nhân vật đáng chú ý nhất trên hàng công của Copenhagen. Và họ cũng đang tạo ra nhiều sóng gió nhất lên khung thành của Onana. Và bây giờ Manchester United sẽ có pha chuyển trạng thái. Bruno Fernandes. Đường chuyền vừa vặn và đây là Leandro Garnacho. Garnacho. Không được. Vẫn là những tình huống chạm bóng quyết định. Một pha bóng gần như tương tự với Marcus Rashford trước đó. Garnacho đã có một chất xúc tác hoàn hảo cho một pha phản công với đường chuyền của người đàn anh Bruno Fernandes. Bản thân Garnacho cũng đã tham gia đầy tích cực với pha bứt tốc của mình.
Bóng đã tìm đến Scott McTominay. Ở lượt trận thứ tư thì Man United sẽ làm khách trên chính sân của Copenhagen. Đánh đầu! Vào! Harry Maguire! Những người hùng đến rất bất ngờ với các cổ động viên của Manchester United. Từ những trận đấu trước là Scott McTominay và đến lúc này là Harry Maguire. Những người thường mang đến những nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui, nhưng bây giờ họ mới là những người đã cứu lại những hy vọng và giúp cho Quỷ Đỏ thoát ra khỏi những áp lực sau quá nhiều những sự chờ đợi. Thì Man United cũng đã giải tỏa được sự bế tắc. Không hề có lỗi việt vị của Harry Maguire, quả tạt rất tốt của Eriksen. Một pha bóng lơi lỏng hiếm hoi của hàng phòng ngự Copenhagen khi mà họ để cho Harry Maguire rất dễ dàng đánh đầu cận thành. Không được. Rashford. Rất quyết tâm. Đó là Bruno. Với tấm băng đội trưởng trên tay thì người ta chờ đợi nhiều hơn từ Bruno và anh đã cải thiện được. Vẫn còn Scott McTominay. Garnacho đã bơi. Không vào. Pha bỏ lỡ khó tin. Bruno Fernandes là người đã rất nỗ lực để tạo ra cơ hội này cho các đồng đội. 4-2. Garnacho đặt lòng không thắng được thủ môn đối phương. Còn Scott McTominay thì bỏ lỡ khó hiểu. Phải một lần nữa khen ngợi sự xuất sắc của Grabara. Những pha bóng xuất thần để níu giữ hy vọng cho Copenhagen. Rashford di chuyển thông minh, dứt điểm, không vào. Bruno đã lột xác ở hiệp 2. Anh vẫn đang là cầu thủ tạo ra nhiều thời cơ nhất cho các đồng đội. Và vừa rồi thì tự mình tạo ra thời cơ với đường chạy nước rút này để bỏ lại phía sau lưng 4 cầu thủ đối phương leo đéo theo. Những phút giây hồi hộp vẫn chưa trôi qua với những người yêu Man United. Lắp bắp. Vẫn còn. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Thẻ vàng dành cho Scott McTominay. Đúng ở pha bóng cuối cùng. Nghiệt ngã. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều người vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra vào lúc này. Vẫn chưa có quyết định cuối cùng từ ông Marco Guida. Quyết định cuối cùng được đưa ra. Không có gì thay đổi cả và quả phạt đền. Rất nhiều áp lực đến từ các cổ động viên của Man United. Dứt đơn Larsson và Onana. Không vào. Nói không trước tôi. Ngày hôm nay, người hùng của Man United sẽ là Andre Onana. Quá cảm xúc. Mỗi một trận đấu là một người hùng. Người hùng của những trận đấu trước trở thành tội đồ. Những người bị chỉ trích nhiều nhất trong những ngày vừa qua, trong những tuần lễ vừa qua, thì ngày hôm nay đã giữ lại 3 điểm với Old Trafford. Đó là thủ thành người Cameroon. 3 điểm đã ở lại với sân Old Trafford. Xin chúc mừng Harry Maguire, bàn thắng duy nhất của anh đã giúp Man United chiến thắng. Chúc mừng những người ở Manchester United và cảm ơn quý vị, những khán giả thân yêu của FPT Play đã đồng hành cùng với chúng tôi trong đêm Champions League này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play. Chào các bạn, đây là những hình ảnh từ trận đấu giữa Manchester United và Brentford. Cú so tài trong khuôn khổ vòng 8 của giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Và anh không chỉ có một bàn thắng mà Højlund có đến trong giai đoạn này của huấn luyện viên Thomas Frank, khi mà Ivan Toney vẫn chưa thể
quay trở lại thi. Janel Hickey, bóng đi không trúng mục tiêu. Tuyến hai của Bradford, Hickey, Wisa dứt điểm. Một không cho Bradford với pha lập công của Jensen. Một đường chuyền rất hớ hênh của Casemiro. Manchester United đã mất bóng ở bên phần sân nhà. Liên tiếp là những tình huống lập bập. Và ngay ở cả pha bóng cuối cùng nữa thì Ari Onana, dù không cách xa vị trí của quả bóng vừa rồi, nhưng cũng đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm của Jensen. Một cú dứt điểm có phần đổi hướng. Có lẽ là với những pha bóng như vừa rồi, những tình huống đòi hỏi sự xuất thần, những tình huống khó và yêu cầu phản xạ cao, thì người ta một lần nữa lại nhớ đến David De Gea và lại nhìn về gương mặt này của Ari Onana. Dalot, Bruno, Tedelov, Marcus Rashford, tiếp tục là Rashford, cú dứt điểm vào thẳng góc gần của Marcus Rashford. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Strakosa. Một tình huống động tác giả của Marcus Rashford để loại bỏ Wisa. Nhưng pha xử lý cuối cùng của anh lại có chất lượng. Jensen, Embemo chân trái dứt điểm. Bóng đi không trúng mục tiêu từ pha xử lý sở trường của Embemo. Sức chiến đấu đáng khen ngợi của Ayer. Không ai có thể theo kịp Embemo trong tình huống này cả. Quá nhiều khoảng trống với Embemo. Bruno Fernandes, một cú dứt điểm thẳng của Bruno Fernandes và người cản phá là Wisa. Diego Dalot, cơ hội để đánh nhau. Haaland, nhưng ở góc máy này thì Casemiro đã việt vị. Eriksen, Christian Eriksen, cú đá từ rất xa của Christian Eriksen. Strakosa đã mất nhiều hơn một nhịp cùng với các đồng đội của mình để có thể kiểm soát bóng. Cú đá khá mạnh của Christian Eriksen. 10. Đánh đầu. Rồi thì Diogo Dalot đã phải hỗ trợ cho Ari Onana. Lindelof là người đã bật nhảy nhưng không thể chạm được vào bóng. Harry Maguire và Johnny Evans. Marcus Rashford. Rashford dứt điểm. Có thể những cầu thủ này sẽ được sử dụng trong những phút tới. Mason Mount, một dứt điểm không chính xác. Các học trò đã được huấn luyện viên Erik ten Hag yêu cầu xử lý những tình huống bóng một cách triệt để hơn ở trong hiệp 2 của trận đấu này. Højlund dứt điểm. Cú đá rất mạnh của Rasmus Højlund. Góc sút hẹp nhưng Rasmus Højlund vẫn thử vận may của mình. Rasmus Højlund đã bị dồn ra vị trí không thuận lợi cho khả năng kết thúc của anh.
Ayer. Bruno không vào. Cú đá và qua người tốt của Bruno trước Jensen. Và quyết định cũng đã được Bruno đưa ra rất nhanh, nhưng bóng đi không hóc hiệp. Dalot. Cơ hội. Garnacho. Không chính xác. Đã có thời gian cho Diogo Dalot quan sát để thực hiện đường chuyền này. Và cũng là thời gian cho sự chuẩn bị của Garnacho nữa. Cú đá đầy sự quyết tâm, nhưng sự chính xác là điều Garnacho những đồng đội. Marcian đã ngã xuống nhưng không có lỗi. Bruno vẫn chưa trúng đích. Nên Mbappé. Cú đá khá nguy hiểm của cầu thủ người Pháp. Rất nhiều không gian để Brentford có thể xử lý những tình huống bóng của mình. Đánh vô. Phạt góc cho Brentford. Trong thời điểm mà Manchester United đang cố gắng để tìm kiếm bàn thắng thì chính Brentford mới là đội tạo ra những cơ hội gần đây. Bruno Fernandes dứt điểm ngay. Chuyền vào. Nhưng trợ lý trọng tài đã cầm cờ. Cùng theo dõi lại tình huống này. Người đưa bóng vào là Garnacho. Và cầu thủ chạm bóng cuối cùng là Ayer bên phía Brentford. Trọng tài đang tìm kiếm những sự tư vấn để xem đã có lỗi việt vị hay chưa. Garnacho. Dalot. Bóng bật ra. Dứt điểm. Đó là Scott McTominay. Tỷ số là 1-1 cho Manchester United. Scott McTominay vào sân và anh đã lập công cho đội chủ nhà. Những nỗ lực đầu tiên thuộc về Garnacho. Tưởng như Garnacho đã không thể vượt qua được hai cầu thủ của Brentford. Và không biết liệu rằng quả bóng đã rời khỏi sân hay chưa. Ở góc máy này thì quả bóng vẫn còn nằm ở trong sân từ nỗ lực của Garnacho. Scott McTominay có một pha xử lý không khác gì một tiền đạo cả. Rất gọn gàng và chính xác. Bước trong thời gian bù giờ của bù giờ. Đánh đầu. Scott McTominay. Goal. 2-1 cho Manchester United. Và người hùng của họ trong ngày hôm nay là cầu thủ đã bị huấn luyện viên Erik ten Hag có thể nói là gẻ lạnh trong suốt thời gian qua. Scott McTominay. Scott McTominay đã cứu Erik ten Hag trong trận đấu ngày hôm nay. Đã cứu Areola Onana, đã cứu Casemiro và đã cứu cả những cổ động viên mặc chiếc áo màu đỏ đến với sân đấu Old Trafford để tìm kiếm những sự hy vọng. Harry Maguire là người đã kiến tạo cho Scott McTominay hai cú đánh đầu liên tiếp của những cầu thủ Manchester United.
Sau trận đấu này có lẽ huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ cần phải nhìn lại cách dùng người của mình. Từ trường hợp của Scott McTominay và từ cả những cá nhân mà ông đã tin tưởng trước đó để rồi tạo ra những sự thất vọng. Một cái tên cũ nhưng lại tạo ra một hy vọng mới cho Erik ten Hag tại sân đấu Old Trafford. Một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất của Scott McTominay cùng Manchester United. Cũng giống như cách anh đã từng ghi một bàn thắng muộn vào lưới của Manchester City trong trận derby Manchester cách đây vài năm. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ của Scott McTominay, người đã trục vớt Manchester United khỏi một thất bại cay đắng và đau đớn trước Brentford. UEFA Champions League trực tiếp và duy nhất trên FPT Play. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Sau 90 phút đầy cảm xúc tại sân Old Trafford cách đây 2 tuần thì Copenhagen sẽ tái ngộ với Manchester United trên sân nhà của mình. Sân vận động Parken, một trận đấu mà Manchester United sẽ không được phép mắc sai lầm nếu như muốn có được tấm vé đi tiếp tại UEFA Champions League mùa giải năm nay. Và ngày hôm nay thì Copenhagen xuất phát với 11 cái tên giống như trận đấu lượt đi ở lượt trận thứ 3. Thủ môn trong khung gỗ là Grabara, hàng phòng ngự sẽ gồm có Elias Jelus, Kevin Dix, Devin Varro, Peter Ankersen. Các tiền vệ sẽ gồm có Diogo Goncalves, Ramut Faik và Lerager. Ba cầu thủ tấn công là Akuri, Klaesson và Elunosi. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là trọng tài Donatas Rumsat, người Litva. Và hãy cùng đến với 11 cái tên xuất phát của Manchester United với thủ môn Andre Onana trong khung gỗ. Hàng phòng ngự sẽ gồm có Diogo Dalot, Harry Maguire, Johnny Evan và Alan Wan-Bissaka. Hai tiền vệ trung tâm sẽ là Eriksen và Scott McTominay. Garnacho và Rashford là hai cầu thủ đá cánh. Bruno Fernandes sẽ là người chơi hộ công cho tiền đạo cao nhất Rasmus Højlund. Một bầu không khí được huấn luyện viên trưởng của Copenhagen mô tả rằng nó phải gấp 100 lần so với bầu không khí thi đấu ở Premier League. Và hãy cùng đến với cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Copenhagen và Manchester United ở lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Champions League mùa giải 2023-2024. Đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình của quý vị trong 45 phút đầu tiên. Copenhagen đã nhập cuộc cực kỳ tự tin. Cái xua tay đến từ vị trọng tài khi mà các cầu thủ Copenhagen cho rằng bóng đã chạm vào tay của Harry Maguire. Thì đó là trận đấu mà Onana đã làm rất tốt trong nhiệm vụ của người gác đền, đó là cứu thua. Tình huống tấn công vào hành lang trong của Scott McTominay, 1-0 dành cho Manchester United. Và đó là Rasmus Højlund. Højlund có thể chưa ghi bàn tại Premier League nhưng ở UEFA Champions League thì anh lại nổ súng. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Một bài đánh rất hay của các cầu thủ đội khách. Rashford tám biên và đường truyền của Aaron Wan-Bissaka là quá vừa vặn cho đường di chuyển vào hành lang trong đến từ Scott McTominay. Anh thoát xuất đáy biên và căng ngang. Nhiệm vụ còn lại của Rasmus Højlund là quá đơn giản trong ngày anh đối đầu với đội bóng cũ của mình. Kevin Dix. Rasmus Faik có khoảng trống, dứt điểm. Rasmus Faik đã tìm được cho mình thời cơ. Quả thực thì quyết định dứt điểm là hợp lý thôi. Và anh đã được đối mặt với người bạn của thiếu thời của mình. Rasmus Højlund thì bây giờ đã ghi bàn vào lưới của Copenhagen. Còn cậu em trai của anh đã ghi bàn vào lưới Manchester United, nhưng mà là đội U19 Manchester United. Đường căng ngang sớm, cơ ơi! Và đó là Andre Onana. Quả đưa bóng vào đây cảm giác và khá vừa vặn. Nhưng sự chủ động đã giúp cho Onana không khiến cho khung thành của mình gặp phải nguy hiểm. Thời cơ đến với Copenhagen một lần nữa. Quả đưa bóng vào là của Akuri. Và đây là Bruno Fernandes rồi dành cho Manchester United. Alejandro Garnacho, Garnacho cười và một lần nữa Rasmus Højlund ghi bàn.
Một cú đúp vào lưới Copenhagen, đội bóng cũ của anh. Rasmus luôn đơn giản là người được chọn ở trận đấu ngày hôm nay. Hay có thể gọi trong ngoặc kép theo một ngôn ngữ ở trên mạng xã hội là số lượng. Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes là những người làm những công việc khó khăn hơn rất nhiều cho Rasmus Højlund được ăn mừng. Manchester United đang có một khởi đầu cực kỳ tưng bừng trên đất Đan Mạch. Và anh đang tiếp tục bám đuổi, đây là cơ hội! Không thể có hat-trick ngay lúc này cho Rasmus Højlund. Đá như búa bổ. Và lại một lần nữa thì Manchester United cho thấy ngày hôm nay họ đang pressing tốt đến như thế nào. Quả phạt góc dành cho Man United. Harry Maguire! Và cứu thua của Kamil Grabara. Và khi Akuri có bóng thì chúng ta thấy có tới hai cầu thủ áo đỏ vào chăm sóc tiền vệ người Tunisia. Một thế trận khó khăn hơn rất nhiều so với những gì họ đã có được tại Old Trafford. Và đó là đường truyền của Bruno dành cho Højlund. Tốc độ của Højlund rất nguy hiểm. Dù rõ ràng là ở những bước chạy cuối cùng có cảm giác là Højlund cũng đã phần nào đó bị hết xăng và không thể lướt tiếp lên được. Manchester United đang chơi rất hay rồi. Hai bàn thắng dẫn trước rồi, khởi đầu như mơ rồi. Nhưng lại là những chữ nhưng. Và đó là tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Marcus Rashford rồi. Mỗi một trận đấu của Manchester United lại là một kịch bản cực kỳ bất ngờ, cực kỳ khó đoán. Rất nguy hiểm, bóng đã chạm ra ngang. Cú đá rất nguy hiểm và bóng đã chạm vào Bruno, đổi hướng đi bóng vào xà ngang. Ít nhất các cổ động viên của Quỷ Đỏ thành Manchester và các cầu thủ trên sân yên tâm vì họ đang có được lợi thế hai bàn. Lưng vốn vẫn đủ. Và đây là bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Copenhagen. Và ghi bàn là của Elunusi. Một miếng đánh rất hay. Và Goncalves đã có được bàn kết hợp cùng với người đồng đội khi anh là người chuyền bóng để Elunusi ghi bàn. Đường truyền vào rất vừa vặn để cho Elunusi kết thúc bằng cú đá một chạm. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Lợi thế của Man United lúc này chỉ còn là một bàn. Vẫn còn. Trọng tài đã cắt còi và chỉ tay vào chấm phạt đen. Đó là Harry Maguire. Lần thứ hai trong hiệp 1 mà Harry Maguire để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và lần này là quyết định cực kỳ dứt khoát của vị trọng tài chính người Litva. Diego Goncalves và Onana, hai đều. Copenhagen đã gỡ hòa. Một hiệp đấu đầu tiên quá nhiều cảm xúc tại sân Parken. Cuối cùng thì Andre Onana cũng đã bị đánh bại trên chấm 11m. Và bây giờ đây thì lợi thế của Manchester United với hai bàn dẫn trước đã không còn. Cú đá từ rất xa. Và đó là pha cứu thua của Andre Onana. Lại là tình huống giơ lên tấn công và mạnh dạn tung ra một cú đá đến từ Dennis Varro, một trong hai trung vệ của Copenhagen ở trận đấu ngày hôm nay. Điều mà Manchester United đã không có được sau khi mà Rashford bị truất quyền thi đấu. Garnacho, cơ hội, không vào. Akuri chém bóng vào, đánh đâu. Không có gì nguy hiểm với Onana. Quả chém bóng của Akuri hướng ra phía cột xa. Và Claesson là người đã di chuyển vào đánh đầu. Tiết tấu của những phút đầu hiệp 2, gần 15 phút đầu của nửa sau trận đấu là khác biệt khá nhiều. Dứt điểm. Cú đá đi vào chính giữa khung thành. Rasmus Falk. Vẫn còn. Dứt điểm. Pha bóng cực kỳ lan xả của Harry Maguire. Đây là tình huống việt vị rất rõ ràng đến từ số 10 của đội chủ nhà. Và cướp bóng và thoát đi rất hay.
đó là Rudy Bacci, cú đá đầu tiên của tài năng trẻ bên phía đội chủ nhà. Giờ thì đến lượt cao thủ Mai Nhật Tất cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ của Copenhagen. Việc để bóng chạm tay thì là rõ ràng rồi, nhưng quan trọng là nhận định của vị trọng tài thôi. Bây giờ là quyết định cuối cùng, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt lên. Bruno Fernandes, 3-2 cho Manchester United. Manchester United đã trở lại. Hai trận đấu liên tiếp mà Bruno Fernandes ghi bàn. Đã có một tình huống va chạm của Harry Maguire với thủ môn. Cơ hội dứt điểm. Pha bóng hơi lập bập, vẫn là thời cơ dành cho đội chủ nhà. Ramos Vaz. Tiếp tục là số 19. Gôi! Và hy vọng đã được thắp lên với Man United khi mà họ dẫn ngược lại Copenhagen 3-2. Nhưng bây giờ đây thì mọi thứ lại được trở về với thế cân bằng. Quả treo bóng vào quá khó chịu của Rasmus Park. Tình huống thi đấu thiếu an toàn. Đưa bóng vào, vẫn còn, rất may cho Man United. Đó là pha bỏ lỡ của Victor Claesson. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục. Rasmus Vaz. Thêm một quả tạt. Gôi! Vào! Copenhagen đã lội ngược dòng thành công. 4-3. Và cuối cùng thì sau rất nhiều điều chờ đợi, các khán giả của đội bóng Đan Mạch đã được ăn mừng đội nhà vươn lên sân bàn trước Man United. Cười! Không vào! Harry Maguire đã chưa thể trở thành người hùng. Số 5 tranh chấp bóng bổng xung quanh, tung ra cú đá như búa bổ. Nhưng anh không ăn mừng được vì xà ngang đã từ chối. Bruno. Bruno. Không ai kịp lao vào đá bội cả. Thời gian bù giờ đã trôi qua và chiến thắng thuộc về Copenhagen. Một trận đấu quá đỗi cảm xúc, quá nhiều những diễn biến kịch tính, quá nhiều những drama đã khép lại tại sân Parken. Chiến thắng và cuộc lội ngược dòng thành công đã thuộc về đội bóng đến từ Đan Mạch. Các bạn thân mến, đến đây thì buổi trực tiếp của FPT Play của đối đầu giữa Copenhagen và Man United trong khuôn khổ UEFA Champions League mùa giải 2023-2024 xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những diễn biến tiếp theo của mùa giải năm nay. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.
te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpié el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Thank you.
estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Vamos a la conca, ay Dios. Vamos que ya suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repica el bimba. Mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repica el pimpán. Mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Para Vigo me voy, mi negra dime adiós. Hasta poco se rodó callar. Estoy medio loco por bailar. Para vivo me voy, me voy, me voy. Mi negra dime adiós. Que la conga ya se va, para nunca más volver a sonar. Para vivo me voy. Repica el timbal, mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repica el timbal. Mi negra vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Para Vigo me voy, mi negra dime adiós. Cuando poco se rotó callar. Estoy medio loco por bailar. Para vivo me voy, me voy, me voy. Mi negra dime adiós.
la conga ya se va, para nunca más volver a sonar. Para Vigo me voy. Sombrero para Vigo me voy. Con la tumbadora para Vigo me voy. Y con los franceses para Vigo me voy. Suenan las maracas para Vigo me voy. Y con mi pañuelo para Vigo me voy. Any pain.
Starboy. Al creador doy gracias y nunca me canso.
Cerro Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Llego a Puerto voy para